nên cho con cái đi du học hay là cả gia đình đi định cư? Câu trả lời đây là tùy. Đầu tiên là chúng ta cần phải cân nhắc về vấn đề tài chính. Nếu như cái tài chính của anh chị là vừa phải và anh chị mình phải tích góp lại, dành dụm để mà cho con cái đi du học, thì anh chị mình cần phải xác định rằng là ví dụ như mình có hai người con, mình xác định là cho các bạn ấy đi học đại học 4 năm một bạn, thì trung bình một bạn một năm là khoảng 1 tỷ. Thì hai người con 8 năm học đại học ở bên nước ngoài, ở đây Phượng Đăng ví dụ là Mỹ, Úc, Canada, thì cái chi phí đâu đó anh chị dự liệu là tầm khoảng từ 8 đến 10 tỷ cho hai người con đi du học. Nhưng anh chị lưu ý là ở đây là các bạn chỉ đi du học ở bậc đại học thôi anh chị nhá, là 4 năm đại học thôi. Còn chưa tính là nếu như những anh chị nào muốn cho các bạn học đi du học từ cái bậc high school, từ lớp 10 trở lên, thì cái chi phí nó sẽ phải nhiều hơn. Còn nếu như với mức tài chính tầm khoảng từ 8 đến 12 tỷ thì anh chị mình hoàn toàn có thể cân nhắc thêm một cái sự lựa chọn khác, đó chính là đi định cư các quốc gia châu Âu, và con cái thì sẽ được hưởng giáo dục miễn phí hoàn toàn cho đến năm các bạn 18 tuổi, và ở cái bậc đại học thì cái chi phí cũng sẽ thấp rất là nhiều lần so với du học sinh quốc tế. Cái điểm thứ hai mà anh chị mình có thể cân nhắc lựa chọn đến đó chính là cái mục đích chính của anh chị là gì. Ví dụ như thật sự là các anh chị chỉ muốn cho con cái có cái môi trường giáo dục phát triển rồi sau này các bạn ở lại đó tìm việc hay là về Việt Nam thì đều bình thường, không có áp lực gì hết thì không sao. Tuy nhiên nếu như cái mục đích chính của anh chị là cho con cái đi du học và tìm đường sau này học xong để mà ở lại định cư luôn, thì anh chị mình cần phải cân nhắc thật là kỹ, bởi vì cái việc du học và ở lại định cư thì không có dễ dàng và đơn giản như mà anh chị hình dung đâu ạ, bởi vì cái tỷ lệ cạnh tranh của các bạn sẽ rất là cao và các bạn sẽ phải học với một cái áp lực là bằng mọi cách phải ở lại được. Còn nếu như các anh chị mình đi định cư cả gia đình và có thẻ xanh luôn thì các bạn sẽ vẫn được học trong một cái môi trường phát triển, tuy nhiên với một cái tâm lý vô cùng thoải mái và loại bỏ hoàn toàn những cái áp lực là học xong bằng mọi cách phải tìm đường ở lại. Do đó, để trả lời cho câu hỏi là nên làm visa đi du học hay là visa định cư thì sẽ phụ thuộc vào cái background tài chính của từng gia đình, cũng như là cái nhu cầu và cái mục đích chính của anh chị cho tương lai con em sau này là gì, thì anh chị sẽ có thể cân nhắc và đưa ra cái sự lựa chọn phù hợp nhất anh chị nhé.